Rồi. Lão bà Ninh hả? Tôi tên là Dương Đức Thần, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đã kết hôn. Tôi cao 1m70, nặng 50kg. Tôi ở Quảng Trị. Mong muốn của tôi là được sang Đài Loan để làm việc kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Rất mong ông chủ tạo điều kiện cho tôi để sang Đài Loan làm việc.